Chị bạn rút thôi, rút giật lại đã con nè. Tôi chỉ có cầm kiếm nhức đầu với ăn được là kiểu. Rồi, rồi tôi tạo đốt nhà thôi chứ tôi làm gì được. Tự nhà đừng chạy luôn, giết chạy luôn. Đã cỡ, đã cỡ hai thằng giáo. Hai chục hai mấy thằng. Let's go back and start then. Failed us, Lord. Chị thầm là sói. Hay là bắt ngựa. Thầm mà không bắt chói, anh cắn lần nha. Trời trời. Hay lắc phải không? Hay lắc. Anh Lăng nó kéo dưới 192 rồi. Thấy quýt trong ghi vậy. Được hai kiếm luôn. Kiếm. Trời trời trời, lông tôi gan dạ trời. Dám chơi cái map vậy chết chứ. Được. Tôi thích chị đó. Thiếu nước, toàn không mấy nước à. Làm lấy là đi với nước anh hả? Đáng rồi. Cúp xì lắm. Cúp xì phải đánh hì hơn đánh nhự nha. Đánh người nó mới lên kỹ năng chứ đánh hì ghét rồi đúng á. Đúng rồi, đánh hì tại vì nó chậm. Đánh hì muốn thành hì luôn á, nó định mình thành hì luôn á. Đánh hì đánh không lại. Đánh đi không lại. Giết em cái nhịp quá ơi, quánh người đánh nó biết sao. Chậm lại. Ê, nó giờ 4 kiếm mà chết nha. Đợi Tina kinh nghiệm đầy mình nè. Rồi. Bốn kiếm là chết. Bốn kiếm là mệt. Mệt hơn, không mệt nổi đâu. Nhưng mà lính xấu gì đó. Chết mà, bản chất kiếm là đúng cái đây nè. Chết mẹ, chết là đúng. Nằm kiếm rồi kìa. Ngày nấy xây á, xây ngoài ra là đâu có đánh kìa được. Nghe không? Chết. Mắt này nó nhỏ không xung chung. Làm bính cấp đầu thiếu lính kìa, thiếu nước kìa, đứng không kìa. Yên tới. Lúc đầu là không thích nước. Lúc đầu xây hai nhà là hết nước rồi. Nó gom ngồi chém mệt á. Gom 10 ăn vàng qua 1 cái 1. Thôi mau. 9. Dằn đang 9 nãy gì thua mà thua 1 2 chỉ số. Đó. 7 còn. Chuẩn bị 8 kiếm rồi sao đỡ. Có cái tụ đỡ mới nổi. Rồi chém nó dồn chém không. Dồn kiếm đâm ghê. Đi ra mệt. Ủa làm vô. Không nhỏ lắm. Hậu quả của việc không đánh nhiều đó. Không tính được uống nước. Rồi, chắc bắt ổn rồi. Một ngọc à, chém nhanh quá. Giao lửa nãy tôi đánh không lần hai giáo á, được hai cái giáo á. Một giáo đầu màu xanh mua một màu ngọc á, giáo hai quá, chắc không. Cái này nó bắt sói gì tạo nhà kia.
Mình thấy nó bắt sao lắm. Nó gì dặn kinh nghiệm mà trời chết luôn rồi. Ủa. Ủa. Này thấy đâu. Phải nó ra cùng một lượt á, phải ra cùng một lượt quấn chủ động á thì ăn đi thằng thì ăn. Đúng rồi. Bên hai kia được mà. Hai nhà là hai cầm máy đó, đầu tiên đó. Hai búa. Nhưng mà không để ý. Giờ dòng gì nổi, anh tố tiếu vô đi tố bơ sữa này. Hết nổi rồi. Giờ nổi gì nổi đó mà uống vậy ngon. Nhậu lắm rồi, rồi xỉn rồi, giờ hết nổi rồi. Hết nổi rồi. Kinh nghiệm của Nina bị dặn rồi đó. Bỏ tuần. Qua này không thấy mình nguyện ta. Xin lăn ra rồi. Quýnh trùng cà len, ai mới biết ai là đỉnh cao. Đứng bên này lại thấy hơn 50 lúa rồi. Kabuki. Sau khi đánh hài giáo thì hơi vui không nha. Thích bà, sau khi dưới thằng là kiếm gắn hả? Chịu nổi kiếm gắn. Ừ. Thầy giáo là lên màu lắm, thầy giáo làm màu lắm. Thầy tôi làm thiếu mà mười mấy hai thằng. Đừng ngờ ai. Đừng ngờ sức mạnh. Không qua lâu. Không lấy nhà ngựa ra đi đâu. Trong khi ra tới chết mẹ. Chết, chạy không kỹ vậy chết. Hình dạng đứng từ ngựa hay gì? Lên xăm rồi. Bên đây lên xăm, hai bên lên xăm luôn rồi.
Ừ, con Kabuki giỏi ra sao mà chảy vậy kìa. Kabuki dục vô ra sao mày. Hai Kabuki chém thương, để chảy luôn đi. Chết, chết. Tụi con Kabuki máu. Ủa sao đứng không gì ta? Lòng con này nó... Ờ, nào, 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 sao sao kì vậy ta? Ồ, thắng rồi, thắng rồi. Ô, ai nữa? À, anh Bảnh có nhà ngựa rồi kìa. Ôi, còn gì hao chưa biết nữa hả? Ủa, biết chưa? Đây, hết rồi. Còn bên đây. Ôi, kiếm cá nó chết, ok, dễ chảy luôn. Ok, chém cá nó mau. Rồi, đứng trưởng đau hơn chứ. Lỗ con lính nè. Lên bà kiếm gắn bởi vì thua khu kinh tế lên ngồi sao à? Hả? Chú gắn mạnh lên cao kia hả? Chị nào bắt cửa tước luôn. Chú gắn là ngựa luôn rồi, chú gắn là ngựa luôn. Bên kia nó lên bắt trước kìa, ê chết rồi. Ủa sao nay có hai ngựa vậy? Chị hết mana rồi. Trời, nó đá hai ngựa kìa. Có phải nó đá hai ngựa không? Không đá một ngựa rồi, nãy đâu đá. Ôi lỗ rồi. Lỗ dân, lỗ lính, lỗ ngựa luôn rồi. Coi chẳng bên kia làm bóp ga đó. Nãy thấy nó nhiều nước lắm làm bóp rồi đó. Đừng chạy, đứng anh xấu nha. Không có gì chạy qua phụ chứ đừng chạy. Chưa nhỉ, kia bóp con ngỏ kìa, con ngỏ kìa. Má mày, nó không chạy qua là tiêu được. Hay hay hay. Đó là... Thế rồi đó, không sao mới đó. Đó là rồi. Đồ ra lầm hai này luôn ha, lầm hai này win luôn à. Thế rồi, tôi là đúng. Tắt ngựa làm đứng lên trụ. Từng cho đất ngựa vậy. Ngựa với ngựa lại ha. Ủa, thấy ngựa không kìa? Có hàng giáo nữa. Trời, win rồi. Win rồi, win rồi. Cái con ngỏ kìa, con ngỏ kìa. Con ngỏ kìa. Sam kìa. Sam kìa. Rồi. Sức mạnh cho tôi biết nghe. Bên kia không còn kiếm gắn nữa. Ê, con cạn Buki, ôi con pháo kìa. Giáo không kìa. Ôi mà bên kia còn hai samurai à. Hai samurai kìa. Ngon ngon rồi, ngon rồi. Ngon rồi, rồi, chết rồi, hết lên. Học đi không? Hai sam. Đúng, hai sam. Ý dạ. Hai con sao mệt nha. Thôi băng thấm lắm rồi. Ờ, phải lấy giáo tăng chứ. Nhà chuẩn bị qua ngựa nè. Phải lấy giáo tăng chứ. Lấy giáo tăng sao mới pháo bắn chứ. Đứng tăng luôn rồi kìa. Hehehe.
Đéo chọc chết luôn á. Yeah. Má nó bắn xuống cái đầu. Thấy lính rồi, thấy bên đấy rồi. Bắn bên đấy rồi. Win này, win này. Bắn đấy rồi, hết bên đấy rồi. Ba ngọc luôn kìa. Một một chín hai của nó kìa. Cấp lên hai giáo rồi. Chị đang ngọc nội rồi. Chị đang đang ngựa. Chị đang đang ngọc này. Chị đang đang gì hết ngựa luôn rồi, hết ngọc luôn rồi. Giáo quá. Không được. Nắng ngựa không? Nắng hai cái thương lên là thứ gì cũng nói với mày giáo. Ngựa ba ngọc vậy. Nắng hai cái thương trước là ngon. 200 tầm ghê lắm. Không biết bên kia nó quýnh cái gì đó nha. Đến xấu rồi mà không biết nó quýnh cái bài nào. Phải coi trước mới được. Giáo nó lên hai cái thương mà mạnh ghê không lắm. Nó đâm đi thứ gì thôi. Nhưng mà sau mấy giờ nó xài nhà nước làm hai kiếm qua chiếm ăn. Có đủ siêu bèn không? Có đủ mẹ vô quá trời vậy. Ba con. Tụ nó đứng anh ơi. Thì tới nhà tao hết rồi. Nãy đó đụng cá là hơn rồi đó. Nãy đó đụng cá rồi chú bộn. Biết mà chạy tới đó giữa sân rồi. Quay qua kia khang, quay kia khang, quay kia khang. Thì cái này hai kiếm là mệt nè. Làm hàng ha. Hai là một hai giao lơ quá. Rồi, hai giao lơ rồi. Giao lơ. Mình lấy hai giao lơ rồi.
hay hao lơ. Ôi không được, phải chọc kiếm một cung. Một kiếm một cung. Hai cơ là hai kiếm chịu nổi á. Xong rồi. Ôi. Ờ mà con gâu lơ hình như nó bị nét một xíu hay vậy. Nét 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 một đêm. Cái này phải dùng tốc độ quấn với nó mới ăn mới được. Qua tới bển tao ra cũng hai con rồi. Giống như bỏ mẹ quấn với tương anh vậy đâu, phải một cung một trụ quá. Đúng rồi. Cái chậm thôi mà mình tấn công tới cũng bằng nha, mình chạy qua đường đường. Chán vậy. Ngừng 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 ngừng. Báo nó chậm hơn nữa. Ngừng. Chơi lòng game. Chơi lòng game rồi. Chết rồi cả. Chạy kiếm. Giờ lại thới hai con rồi đó. Lại. Rồi, đang kiếm lên, kiếm lên, đang kiếm lên, kiếm lại. Rồi. Hai con rồi. Lại coi nè. Hai con rưỡi rồi. Rồi không chết không quýnh chưa. Hai con rồi. Có hứa Tina đang ngọc chưa, nó ngọc nhớ. Chưa năng. Rồi nó ngọc qua win rồi. Tôi hóa ở nhà chờ cho nghe học xong lắm. Chưa gặp chung cấp về thì mình qua bị có thông gian nữa đuối với bộ. Gặp lên nổi vừa bố rồi. Ai cẩn thận kìa, văn chị đang kìa. Rồi, cái ngọc xong rồi chém đau á. Ngọc chém đau hơn. Đau. Một ngọc nhanh hơn mà. Rồi xong rồi. Quy được. Bọn con nó hết kinh tế. Tạo được con gao lên. Bốn kiếm chuẩn bị chạy qua. Xong game rồi. Có hai giờ rồi nha. Phát trình tới. Chờ mèo vàng tới ngày 10 lâu chứ. Toàn còn bạn trước thằng gấu lơ tới 17 đam mà còn bạn này có 16 đam mà. Mày ngọc trước rồi hả anh ơi. Ngay một cái đi. Qua đỉnh đi ai lấy cấp rồi. Mày mua gấu bông.